Em lại gặp ác mộng nữa hả? Người đàn ông đó là ai? Sao lại ám ảnh em? Còn giọng nói của người phụ nữ nữa. Lời nguyện đó là cái gì? Em sợ lắm. Em bình tĩnh đi, có anh ở đây rồi. Có lẽ chấn thương quá mạnh làm em sợ đó thôi. Giấc mơ của em thật ra là chuyện tình cảm của anh và em. Người đàn ông mà em nhìn thấy trong đó là anh đó. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Còn chiếc nhẫn đá sapphire? Đó là món quà anh tặng cho em. Vì em phải cấp cứu cho nên anh đã cất đi rồi. Nó làm em sợ đúng không? Anh sẽ làm cái khác cho em. Không, em muốn nhìn thấy nó. Được rồi, vậy bữa nào anh đưa cho em. Bây giờ em nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi nha. Mất trí hả? Nhưng sao Tuấn Khanh lại biết được chuyện này? Tình cờ trợ lý của Tuấn Khanh đã biết được. Bảo anh cố tình không để người khác đến gần Ngọc Lan. Mà cũng lạ ha. Từ khi Ngọc Lan xuất diện tới bây giờ, mình cũng chưa gặp được cô ấy nữa. Có khi nào có uẩn khúc gì nên Bảo Anh mới giấu Ngọc Lan kỹ như vậy? Em thấy có gì đó không bình thường. Muốn biết thực hư như thế nào, chỉ còn một cách. Cách gì? Cách gì? Quyết định như vậy đi. Mọi người ráng nhớ công việc của mình. Chuyện nhỏ, cái chuyện này cứ giao cho Khải Nam. Nhẫn đá sapphire. Alo. Cậu qua phòng tôi có gì gấp? Có chuyện gì vậy anh? Có chút chuyện tôi định nhờ cậu thôi. Vậy mà anh làm tôi lo quá, tưởng có chuyện gì rồi. Cậu thu thập tất cả các thiết kế tốt nhất của phòng thiết kế cho tôi. Tất cả? Phải. Tất cả những mẫu chưa sản xuất. Dạ tôi biết rồi. Nhưng mà anh định làm gì? Tôi có việc. Việc này cậu không cần phải biết đâu. Dạ, tôi xin phép. Mấy bữa nay đầu cậu còn đau không? Không, tôi đã nói là tôi khỏe rồi mà. Anh, bên đối tác vừa gọi điện, họ nói sẽ ký hợp đồng sản xuất của chúng ta. Vậy hả? Em làm tốt lắm. Cảm ơn em. Nhưng sao em thấy anh không vui? Chuyện của Ngọc Lan, anh lo cho cô ấy. Chị ấy sẽ mau hồi phục thôi, anh đừng quá lo lắng. Anh cũng mong là vậy. Nhưng mà điều làm cho anh đau lòng nhất là cô ấy đang bị bệnh mà bỏ anh lại không chữa trị cho cô ấy, còn không cho ai đến gần cổ nữa. Ở Hiền sẽ gặp lành anh à. Điều quan trọng bây giờ là phải gặp được chị ấy để xem tình hình ra sao rồi. Anh cũng nghĩ vậy. Tụi anh đang tìm cách. Không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm mất thời gian của người khác. Vậy đối với anh, chuyện gì mới là quan trọng? Em không là gì với anh sao? Anh có biết là em cần anh lắm không? Người như cô chỉ cần tiền là đủ. Đừng nói chuyện kiểu như vậy, không hợp với cô đâu. Đó là em trước đây thôi. Nhưng mà kể từ khi em gặp anh, em biết anh mới chính là người quan trọng nhất đối với em. Tôi không có thời gian ngồi đây để nghe cô kể công. Anh thật là độc ác. Nhưng mà em vẫn yêu anh. Anh à,
Hãy vì em mà dừng lại một lần được không anh? Vì sao mà anh được ngồi cái ghế này? Và vì sao anh sợ người khác tiếp xúc với Ngọc Lan? Em đều biết hết. Anh muốn xóa sạch ký ức của Ngọc Lan để Ngọc Lan đến với anh sao? Nhưng mà đó không phải là tình yêu. Tất cả chỉ là sự áp đặt của anh thôi. Anh muốn có cô ta đến vậy sao? Cô tưởng cả thế giới này chỉ có mỗi mình cô biết yêu và thế nào là tình yêu hay sao? Anh đừng có mù quáng như vậy. Đó không phải là tình yêu. Người Ngọc Lan yêu không phải là anh. Tôi không cần cô dạy đời. Tôi sẽ làm cho Ngọc Lan yêu tôi theo cách mà tôi muốn. Vậy thì em cũng sẽ làm đủ mọi cách để có được anh. Để xem tình yêu của anh dành cho cô ta lớn đến cỡ nào. Cô Ngọc Lan, cô chưa nên đi lại nhiều. Cậu hai mà biết sẽ la tôi đó. Con muốn ra ngoài đi dạo. Ở trong nhà hoài ngột ngạt quá à. Trời ơi, bên ngoài toàn là người lạ không à. Cậu Bảo Anh dặn tôi rồi, cô ba đừng làm khó tôi mà. Hả cô ba? Này là ai vậy gì? Là ba của cô đó. Là ba của con? Dạ. Vậy ba con đi đâu rồi gì? Ông chủ mất rồi cô ba ơi. Tại sao con lại không nhớ một chút nào hết? Tại sao con lại bất hiếu như vậy chứ? Cô ba đừng có xúc động quá cô ba. Ảnh hưởng tới sức khỏe đó cô ba. Mà ba con mất khi nào? Tại sao ba con mất hả gì? Ông chủ bị tai nạn xe hơi rồi mất. Không lâu sau thì cô cũng bị chấn thương rồi mất trí. Tai nạn xe hơi hả? Dạ. Cô ba có sao không? Ngọc Lan, hãy nghe nói đã. Anh buông tay em ra. Nè, buông ra. Ngọc Lan. Mày chết nè. Nội, là con này nội. Nội làm gì vậy? Ôi trời ơi, con làm nội hết hồn à. Trời ơi, nội cứ tưởng có trộm vô nhà. Ủa, con chuẩn bị đâu mà ăn bận vậy? Dạ, con đi chơi thôi nội. Định bận như vậy cho nó có cá tính. Nhìn con sao giống trong phim quá à. Có phải là chú. Phải không nội? Đồ quỷ nè. Phải. Con làm gì cũng chống hết trơn á. Thôi xuống ăn cơm đi con. Để tối con về ăn sau nha nội. Bây giờ con có việc bận rồi. Bận cái gì cũng phải ăn một miếng đi con. Nội dọn sẵn rồi. Xuống đi, mau đi mau. Alo.
Tuyết Khanh tới liền. Thưa nội, con phải đi rồi, bạn con đang đợi. Nội ăn trước đi nha. Cái thằng thiệt tình à, nói đi là đi liền hả? Ôi trời, phải em không vậy? Em chứ còn ai nữa. Đi ra, đi. Anh Khải Nam với chị Mena chuẩn bị xong hết rồi đó. Mà anh định mặc đơn giản vậy thôi hả? Anh khỏi cần giấu em. Nhìn á, là em biết tối nay mấy anh chị đi lễ hội hóa trang rồi đúng không? Nhưng mà hai người đó đâu rồi? Anh đi theo em. Anh vào đi, anh Khải Nam dặn em đứng ngoài để canh. Tân 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 tân. Mày nè, Khải Nam. Là hai người đó sao? Không nhận ra đúng không? Vậy là thành công một nửa rồi đó. Yeah. Đây chính là kế hoạch lớn của Khải Nam và Mai Na đó. Tuấn Khanh thấy sao? Trời đất ơi, đây là kế hoạch giữ bí mật hoàn hảo của hai người đó hả? Kìa, Tuấn Khanh mặc bộ đồ nhện vô đi. Chắc cái màu đó hợp với Tuấn Khanh đó. Mặc mấy thứ này vào chỉ gây sự chú ý thôi à. Đó, em đã nói là anh được có mặc cái bộ đồ kỳ dị này rồi mà. Vậy giống siêu nhân hơn mà. Làm gì đến nỗi vậy? Chuyện này không thể đùa được đâu. Nhất định chúng ta phải gặp được cô ấy. Vì vậy hai người mau đi thay đồ đi. Vậy Khải Nam bận đồ gì bây giờ? Chỉ mặc đồ bình thường thôi, tối màu là được rồi. Nhanh lên đi, trễ rồi. Em uống thuốc đi. Bây giờ em hãy ngủ thật ngoan, đừng nghĩ ngợi gì hết nha. Sao tự nhiên dừng lại vậy? Bây giờ mình leo vô để gặp cô ấy. Thì Tuấn Khanh khum xuống đi, để Khải Nam leo vô luôn cho. Trời ơi, anh mà leo lên người Tuấn Khanh chắc Tuấn Khanh nằm đây luôn á. Chứ sao vậy? Thôi được rồi, để Tuấn Khanh leo vô cho. Hai người đứng đây chờ đi nha. Vậy có được không? Để Tuấn Khanh leo vô trong đi nha. Nếu mà có chuyện gì thì la lên cho tụi này ào vô nha. Ok. Tuấn Khanh, cho Mai Na gửi lời thăm Ngọc Lan nha. Em nói nhỏ nhỏ thôi, mình đang làm chuyện bí mật mà. Trời ơi, em làm gì mà em la làng lên vậy? Anh tính giết em hả? Viên đá sapphire này ẩn chứa một sức mạnh huyền bí. Những ai sở hữu hoặc chạm vào nó đều gặp phải những bất hạnh. Những ai sở hữu hoặc chạm vào nó đều gặp phải những bất hạnh. Những ai sở hữu hoặc chạm vào nó đều gặp phải những bất hạnh.
Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Tuấn Khanh đây mà. Ngọc Lan đừng sợ, là Tuấn Khanh đây. Ngọc Lan, là Tuấn Khanh mà. Ngọc Lan nhớ lại đi, là Tuấn Khanh nè. Ngọc Lan. Ai cho phép cậu ở đây? Không xong rồi em ơi, Tuấn Khanh bị phát hiện rồi, bây giờ mình phải làm sao? Còn làm gì nữa, bấm chuông cửa đi. Ngọc Lan, nè Ngọc Lan nhớ lại đi, là Tuấn Khanh đi mà. Ngọc Lan, là Tuấn Khanh đây. Cấm miệng, cậu còn chưa thấy cô ấy đủ thê thảm hay sao? Chính anh đã biến cô ấy thành như vậy. Cậu nói gì? Anh, dừng lại đi. Biến khỏi nhà tôi ngay, đừng để tôi phải báo công an. Anh đừng vội đắc ý, sẽ có ngày Ngọc Lan nhớ lại tất cả. Đi xem lúc đó anh có lớn tiếng được không. Em đừng sợ, Ngọc Lan không ai làm hại được em đâu. Làm ơn tôi đi mà dì. Lệnh của cậu chủ, cô cậu làm ơn hiểu cho tôi. Dì Tám ơi, dì là người tốt mà, sao lại thấy chết mà không cứu chứ? Tụi con chỉ muốn vào trong chút xíu thôi để xem tình hình thế nào thôi mà. Không được, không được mà. Trời ơi, tôi nói không dì có Tám, được, không có được đâu. Cô đang nghĩ gì mà? Cậu Khanh. Tuấn Khanh. Tuấn Khanh, Tuấn Khanh, Tuấn Khanh. Ủa, cái mặt sao vậy? Anh ta dám đánh Tuấn Khanh hả? Hả? Ơ? Đúng là quá đáng mà. Chúng ta là bạn của Ngọc Lan, vào thăm cổ, làm gì mà anh ta phải động thủ vậy chứ? Vậy là bao nhiêu công sức của tụi mình thành công cốc hết rồi. Tình trạng hiện giờ của Ngọc Lan rất là tệ, cô ấy hoảng loạn khi gặp người lạ. Hay là anh ta đã làm gì Ngọc Lan rồi phải không? Anh nói tầm bậy gì vậy? Anh ta có ác thế nào cũng không làm gì Ngọc Lan đâu. Em nói cũng phải. Điều em sợ nhất bây giờ là Ngọc Lan không nhớ một ai á. Không biết Bảo Anh có tự theo dệt rồi nhồi nhét vô đầu cô ấy thứ gì không nữa. Hay là mình thử nghĩ cách khác đi, để tiếp cận Ngọc Lan, biết đâu cô sẽ nhớ ra được điều gì. Chắc chắn là Bảo Anh muốn xóa sạch ký ức của Ngọc Lan, cho nên mới ngăn cản không cho chúng ta gặp. Chúng ta sẽ không để cho anh ta đạt được mục đích. Thiệt là khổ mà. Nhìn người mình yêu thương không nhận ra mình thì còn có nỗi đau nào bằng nữa chứ. Ngọc Lan đáng thương quá. Đừng khóc mà. Cứ vậy ấy. Xem ra có người còn ung dung lắm. Được làm việc ở công ty Sapphire, tại sao phải tự gò bó mình? Tưởng chú vào được đây rồi sẽ làm trò gì đình đám, nhưng hình như tôi đã đề cao chú hơi quá rồi. Tôi là người biết suy nghĩ, không phải là loại người tự tay hất đổ bát cơm mà mình đã mua. Vậy sao? Xem ra cậu hao tâm tổn trí về tôi hơi nhiều. Hy vọng chú làm như những gì mình đã nói, ngoan ngoãn mà ăn phần của mình đi. Tất nhiên rồi. Anh cố tình không cho ai tiếp xúc với Ngọc Lan, rốt cuộc mục đích của anh là gì? Không liên quan đến cậu. Tôi là người yêu của cô ấy, tôi có quyền. Vậy thì tôi là chồng của cô ấy, tôi cấm cậu không được đến gần cô ấy. Sao phải sửng sốt như vậy? Tôi và cô ấy không phải anh em ruột, có tình cảm thì đến với nhau là lẽ thường tình. Anh đừng có bịa chuyện. Nếu cậu bịa chuyện
mà có được người con gái cậu yêu. Cậu có làm không? Việc này đúng là trời đã thương tình giúp tôi với Ngọc Lan, giúp cô ấy quên hết quá khứ để xây dựng hạnh phúc trong mơ với tôi. Đấy tiện. Lần trước tôi đã nói với cậu, cậu quên rồi sao? Những gì tôi muốn nhất định phải có được. Trước kia là Sapphire, còn bây giờ là Ngọc Lan. Hạng người như cậu đừng mong đấu được với tôi. Đừng có hỏng. Dạ. Cậu hai đi làm rồi. Cô Ngọc Lan thì đang nghỉ ngơi, nhưng mà cậu hai dặn tôi là không cho ai làm phiền cô ấy hết trơn á. Cô đi về giùm tôi đi. Nhưng con đâu phải người lạ đâu. Dì Tám coi con là người lạ sao? Hồi đó nếu như bà Nhân không xảy ra chuyện đáng tiếc thì con cũng đã là dâu con trong nhà này rồi. Nhưng mà ai cũng vậy, tôi không được phép mở cửa cho người khác. Anh bảo anh nói vậy hả dì? Ừ. Anh vừa mới lên công ty, nhưng mà bỏ quên tài liệu ở nhà nên nhờ con tới lấy giúp. Nếu dì không tin, thôi để con gọi điện cho anh nói chuyện với dì nha. Thôi vậy cô vô đi. Cô vô lấy tài liệu xong cô về liền nha. Dạ con biết rồi mà dì. Ngọc Lan. Ngọc Lan. Cô là ai? Trời đất, ngay cả mình mà Ngọc Lan cũng không nhớ nữa sao? Ông trời cũng thật độc ác, đã cướp đi ba của Ngọc Lan rồi, mà bây giờ cũng cướp đi trí nhớ của Ngọc Lan nữa. Nhưng cô là ai? Mình là Thanh Ngọc nè. Mình là bạn thân của Ngọc Lan đó. Thật đó hả? Ừ. Thanh Ngọc là bạn thân của Ngọc Lan hả? Ừ. Chúng ta là bạn từ nhỏ, lại còn coi nhau như chị em thân thiết nữa đó. Cô. Dì Tám. Dì Tám đi lấy nước cho bạn của con uống đi. Dạ. Ngọc Lan vui quá à. Cuối cùng thì cũng đã gặp được một người bạn của mình rồi. Ừ. Vậy Thanh Ngọc biết hết chuyện quá khứ của Ngọc Lan phải không? Ừ. Kể cho Ngọc Lan nghe đi. Ngày xưa Ngọc Lan như thế nào? Chuyện dài lắm. Để Thanh Ngọc kể cho Ngọc Lan nghe nha. Ừ. Anh. Là em à? Dạo này nhìn anh giảm sút phong độ quá, không có chút tinh thần nào hết. Bộ nhìn anh tệ lắm hả? Chị Ngọc Lan đỡ chứ anh? Chưa. Cô ấy không nhớ ai, vì vậy gặp người lạ là hoảng sợ. Hay anh tìm cách để chị ấy nhớ lại những kỷ niệm xưa, như vậy biết đâu sẽ khơi gợi lại trí nhớ cho chị ấy. Anh cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng mà làm sao gặp cô ấy mà cô ấy không hoảng sợ? Thật sự anh nghĩ không ra. Đây là tất cả những mẫu mới nhất của phòng thiết kế. Cái này cậu giúp tôi đặt cắp một cặp nhẫn sapphire. Sao lại là sapphire anh? Cậu sẽ sớm biết được lý do thôi. Cậu hai ơi. Alo. Ở nhà có chuyện rồi. Sao? Được rồi, tôi sẽ về ngay. Rồi sao nữa Thanh Ngọc? Thì bữa đó hai đứa mình bị ba Ngọc Lan la cho một trận ra trò chứ làm sao nữa. À, ngoài Thanh Ngọc là bạn thân của Ngọc Lan ra, còn có một nhóm chơi với nhau rất thân thiết nữa đó. Nhóm bạn thân hả? Ừ. Sao anh về sớm quá vậy? Thanh Ngọc đến chơi, kể cho em nghe bao nhiêu là chuyện đó anh. Vậy sao? Ừ. Em không ngờ có một người bạn thân thiết như Thanh Ngọc. Lần sau Ngọc Lan muốn nghe thật nhiều chuyện mà Ngọc Lan đã quên, Thanh Ngọc tới chơi với Ngọc Lan nữa nha. Ừ.
Tất nhiên là mình sẽ đến rồi. Mình là bạn thân với nhau mà. Rốt cuộc cô muốn gì? Tại sao cô cố tình tiếp cận Ngọc Lan? Em chỉ muốn làm bạn với cô ấy thôi. Tại em thấy cô ấy tội nghiệp quá à. Đến mình là ai cũng không nhớ nổi nữa. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô mà tiêm nhiễm điều gì vào Ngọc Lan thì đừng trách tôi ác. Tiêm nhiễm? Anh dùng từ nghe ghê quá đó. Em chỉ có ý định nói cho cô ấy biết một số chuyện trong quá khứ, để cho cô ấy nhớ ra mọi chuyện thôi. Cô... hay là anh lỡ tiêm gì vào đầu của cô ấy rồi? Sợ cô ấy nhớ lại chuyện cũ rồi sẽ loại bỏ anh ra. Cô không biết cô đang đùa với cái gì đâu. Em không đùa. Em đã từng nói em sẽ làm cho anh ngoan ngoãn thuộc về em. Đây là cách của em. Cái thứ tình cảm của cô sắp làm tôi phát ngán rồi. Cô yêu tôi mà liên kết với GK để phá tôi. Yêu tôi mà phá hoại gia đình của tôi. Vì anh chối bỏ em, anh chà đạp đến tình yêu của em dành cho anh, cho nên em mới làm như vậy. Ngọc Lan bây giờ như một đứa trẻ không biết gì về cuộc đời, không hề biết gì về anh. Thì liệu sau khi cô ta biết được hết mọi chuyện, cô ta có chấp nhận anh hay không? Chính anh mới là người hiểu rõ nhất. Tôi không có gì phải sợ hết. Còn cô, nếu muốn chứng minh tình cảm của mình thì hãy làm gì đó thiết thực đi. Đừng chơi trò ngáng chân nữa. Nó khiến tôi chú ý đến cô hơn, nhưng tôi chỉ khinh rẻ cô mà thôi. Vậy thì anh hãy chờ đó đi. Có bạn thật là tốt đúng không gì? Bây giờ thì con đã biết Thanh Ngọc là bạn của con. Con mong là cô ấy sẽ giúp con nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nếu được như vậy thì cũng tốt cho cô. Hôm nay Thanh Ngọc có nhắc đến nhóm bạn thân của con. Dì có biết đó là ai không? Làm sao tôi biết được bạn của cô ba là ai chứ? À, nhưng mà người bữa trước đột nhập vào nhà của mình có phải là bạn của con không gì? Cái này tôi không biết. Nhưng mà anh ta chắc không phải là người xấu, đúng không gì? Con biết ngay mà. Từ lúc bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đó, con luôn bị ám ảnh, nhưng lại thấy hình như nó rất là thân thuộc. Thôi, cô ngủ giùm tôi đi. Cậu hai mà biết cô thức giờ này, cậu hai đuổi việc tôi luôn á. Đây mà, Ngọc Lan đừng sợ, là Tuấn Khanh đây. Ngọc Lan, là Tuấn Khanh mà. Ngọc Lan nhớ lại đi, là Tuấn Khanh nè. Ngọc Lan. Ai cho phép cậu ở đây? Mời vào. Cặp nhẫn tôi nhờ cậu, cậu làm đến đâu rồi? Sắp xong rồi anh. Bên phòng sản xuất nói trong 2 ngày nữa sẽ có. Cảm ơn cậu. Mà chuyện ông Hoàng sao rồi? Dạ, tôi vẫn đang cho người truy tìm ông ấy. Vậy thì tốt quá. Vậy trong vòng 3 ngày nữa sẽ sang tới Việt Nam đúng không anh? Đúng vậy, chúng tôi đang cho kiểm tra hàng lần cuối trước khi xuất kho. Cảm ơn anh. Hy vọng là lần khác chúng ta sẽ hợp tác thành công hơn nữa. Tôi cũng mong như vậy. Chào anh. Dạ chào anh. Anh. Cuối cùng thì hàng cũng đã sang rồi em. Anh sẽ bắt tay ngay vào dự án này. Nhưng mà anh đang ôm em đó. Anh xin lỗi, tại anh thấy vui quá. Vậy là lô hàng Sophie đã được chuyển sang rồi hả anh? Bên đó người ta đang làm thủ tục hải quan. Chậm nhất là 3 ngày nữa hàng sẽ tới tay chúng ta. Anh đã chuẩn bị cho bộ sưu tập này từ lâu lắm rồi. Anh sẽ cố gắng dồn hết công sức vào nó. Vì đây là tình yêu
ước mơ mà anh và Ngọc Lan đã cùng nhau ấp ủ. Biết đâu nhờ bộ sưu tập này mà chị Ngọc Lan nhớ lại tất cả. Em nghe nói đá sapphire có phép màu thần kỳ mà. Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Chị Ngọc Lan thật là hạnh phúc khi có một người yêu chân tình như vậy. Nếu như có việc gì cần thì anh cứ gọi cho em. Em rất muốn được giúp sức. Nhất định rồi, em là trợ thủ đắc lực của anh mà. Chuyện của Ngọc Lan, Tuấn Khanh đã có cách chưa? Trước kia Tuấn Khanh và Ngọc Lan có dự định làm một bộ sưu tập trang sức cùng nhau. Hy vọng Ngọc Lan sẽ nhớ ra điều gì đó. Vậy thì tụi này sẽ ủng hộ Tuấn Khanh. Làm lì bì đá quá Khanh ơi. Tình yêu mà em. Nếu mà em bị mất trí nhớ, anh cũng sẽ sẵn sàng làm tất cả vì em. Trời ơi trời ơi, ý anh Trù em bị mất trí nhớ hả? Đâu có, anh chỉ thí dụ thôi mà. Thí dụ cái gì? Thí dụ gì mà cũng được đó hả? Anh nói thí dụ mà, em khó. Ông nói gì nữa nghe chưa? Anh biết rồi. Có phải rồi anh nói hai người tới ngăn cản đám cưới của con không? Vì vậy hai người mới tới tìm con. Chú tài xế à, làm ơn dừng lại đi. Thưa nội, thưa ba con mới về. Về rồi hả con? Con ăn gì chưa? Để nội đi hâm đồ lại. Dạ con chưa đói nồi à. Lát con ăn sao? Con cứ vậy hoài, lại bỏ bữa nữa, làm sao có sức mà làm việc. Ba nói chuyện với con một chút được không? Dạ. Dạ con nghe đây, ba nói đi. Ba nghe nói con đã cho nhập hàng bên Thái về hả? Dạ đúng rồi ba. Nhưng sao ba lại hỏi con chuyện này? Đây là dự án đầu tiên của con ở GK. Ba muốn con thể hiện thật tốt để chứng tỏ năng lực của mình. Ba yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức. Trời đất, sao không ai nói cho dì biết là Ngọc Lan nó bị tai nạn? Rồi nó có sao không con? Cô không có bị chấn thương gì, nhưng mà cô lại mất trí nhớ, còn không biết mình là ai nữa. Tội nghiệp cho con nhỏ. Con cũng hay ghé qua kể cho cổ nghe chuyện quá khứ, nhưng mà cũng vô ích thôi à. Cổ nghe chuyện của gia đình mình mà giống như là nghe chuyện của người khác vậy đó. Tội lắm gì à. Dì muốn gặp nó, biết đâu nó nhớ ra chuyện gì thì sao hả con? Thiệt hả dì? Con sẽ đưa cậu đến. Ừ. Ủa, anh tới tìm em hả? Anh muốn làm em bất ngờ đúng không? Tôi đến đây để nói chuyện nghiêm túc với cô. Em đang chờ nghe chuyện nghiêm túc của anh đây. Hôm nay tôi đến để xem thứ cô gọi là tình yêu nó như thế nào. Thì em sẽ cho anh thấy ngay bây giờ đây. Đó là tình dục chứ không phải tình yêu. Tôi muốn cô chứng tỏ tình yêu của cô dành cho tôi theo cách của tôi. Cách nào? Cô biết ông Quân ở GK chứ? Tôi muốn cô nói cho ông ta biết một sự thật về ông Trí. Đơn giản vậy thôi sao anh? Xem ra tình yêu đối với anh mà nói đơn giản vậy thôi sao? Được, em sẽ không làm cho anh thất vọng đâu. Vì em đã nói là em sẽ làm tất cả những gì anh muốn mà. Mời vào. Dạ chào bác sĩ, cháu là Tuấn Khanh,
Hồi nãy cháu có gọi điện cho bác sĩ. Chào cháu ngồi đi. Dạ.